Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 308, 3 cái trang sen, 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen thì ship code lại chuyển khoản nha. Rồi cái này là 3 cái trang sen. Đây cây số 1 nè. Đây cây số 2 nè. Cây số 3 nè. Đó. Trên quay xuống nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Rồi có mua tôi lần nào rồi thì tôi ship COD nhận cây trả tiền nha. Còn chưa có mua lần nào là phải chuyển tiền trước nha quý vị. Rồi kết thúc luôn quý vị ơi.